Ngày 23 tháng 12 năm 2014, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Vinh đã phá thành công chuyên án 124R bắt hai đối tượng sản xuất rượu ngoại giả. Sau một thời gian theo dõi, lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Vinh đã bắt quả tang đối tượng Nghiêm Văn Đỗ, sinh năm 1977, trú tại khối Vĩnh Mỹ, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, khi đang vận chuyển 13 chai rượu Chivas số 12 và 18 đi bán tại phường Bến Thủy. Đấu tranh nhanh, tên Đỗ khai nhận đã cùng với em vợ là Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1992, cùng trú tại khối Vĩnh Mỹ, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, đi mua các loại rượu Lào rẻ tiền để tự pha chế, sản xuất rượu ngoại giả tại nhà. Mở rộng điều tra, lực lượng công an đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Thành và khám xét khẩn cấp nơi ở của Nghiêm Văn Đỗ. Tại nhà riêng của Đỗ, công an tiếp tục thu giữ số rượu giả đã sản xuất gồm 6 chai rượu nhãn hiệu Chivas 18, 19 chai rượu nhãn hiệu John Black, 31 chai rượu nhãn hiệu Whisky, 48 vỏ chai Chivas Valentine, 105 vỏ hộp, 73 nút chai rượu Chivas Valentine. Tại cơ quan công an, hai đối tượng Thành và Đỗ khai nhận đã sản xuất rượu ngoại giả từ năm 2013 để tiêu thụ. Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ mở rộng chuyên án và xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.